Vâng, em Sơn xin được kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Hôm nay thì em mới về một chiếc Toyota Land Cruiser. Chiếc xe này thì được sản xuất vào năm 2021 và mang biển kiểm soát Hà Nội nhé quý anh chị nhé. 30G957.43 và một chủ sử dụng mua mới từ đầu. Chiếc xe này thì có ngoại thất là màu đen và nội thất là màu đen nhé. Và xe chạy cũng rất là mới quý anh chị ạ. Chạy có đúng hơn 2 vạn km thôi. Đó. Và xe này mang tên công ty nhá quý anh chị nhá. Xuất hóa đơn 2 tỷ đó. Còn rất là mới nhá quý anh chị ạ. Đây là cái form cũ thì form mới bây giờ là LC300. Còn theo riêng em thì em rất là thích cái form này, nhìn nó hầm hố hơn và bề vệ hơn nhá. Cái mẫu 2021 này thì sẽ được trang bị rất là nhiều option. Có thể kể đến như là cam 360 này, có cửa sổ trời và loa JBL nhé quý anh chị nhé. Còn có nội thất nữa đó là màu nâu nhé quý anh chị nhé. Nhưng của em đây là cái nội thất là màu đen. Đó, nội thất màu đen này nhìn nó rất là đẹp quý anh chị ạ. Cùng với tông màu ngoại thất của chiếc xe nhé. Còn rất là mới, xe có chạy có đúng 2 vạn km thôi quý anh chị ạ. Và được chủ xe bảo hành bảo dưỡng định kỳ tại trong hãng nhé quý anh chị nhé. Đó, ghế ra các thứ này còn rất là mới quý anh chị ạ. Xe chạy 2 vạn thôi, em nhắc lại nhé. Chiếc Toyota Land Cruiser, chiếc xe sản xuất năm 2021, mang tên công ty nhé. Xuất hóa đơn 2 tỷ, biển Hà Nội rồi. Nếu mà quý anh chị về Hà Nội hay về Hồ Chí Minh thì cũng đỡ lệ phí 20 triệu tiền đổi biển. Và chỉ mất 2% thuế trước bạ thôi nhá. Cốp trang bị chỉnh điện đó. Chủ xe cũng đã nâng cấp lên cái bộ thảm da rồi nhá quý anh chị nhá. Nhìn rất là đẹp quý anh chị ạ. Đây là chiếc xe nhập hãng nhá quý anh chị nhá. Còn những chiếc xe mà hàng hiếm như Trung Đông các thứ 5.7 VXS, VXG thì nó lại giá cao hơn. Em lại hiện tại thì bên em đang chào bán với mức giá là 5 tỷ 390 triệu. Giá này thì bên em vẫn còn thương lượng và linh động nhá. Hiện tại thì xe mới lại không có xe. Và ký chờ cũng rất là lâu quý anh chị ạ mới có chiếc xe này nhá. 5 tỷ 390 triệu mang tên công ty. Xuất hóa đơn 2 tỷ nhá quý anh chị nhá. Đó. Tất cả bên trong khoang nội thất còn rất là mới. Động cơ 4.6 nhá. Còn cái phiên bản mới hơn thì nó là 3.6, em nhớ không lầm, 3.6 turbo. Đó. Tất cả bên trong khoang nội thất thì được giữ nguyên bản nhá quý anh chị nhá. Rất là mới, chủ xe bảo hành bảo dưỡng định kỳ. Xe chạy đúng 2,3 vạn km thôi. Đó. Từ phần da đến phần gỗ các thứ nhá. Còn rất là mới. Xe này thì được sản xuất vào năm 2021 này. Đó. Cùng với ở phân khúc như là Lexus 570 hoặc là chiếc Mercedes GLS các thứ. Đó. Đi Toyota thì nó bền, nó lành. Chiếc Toyota Land Cruiser này là một tượng đài của người dân Việt Nam rồi. Đi nó bền lắm. Thường thì được những khách hàng lái xe rất là ưa chuộng. Gầm cao, mái thoáng, đi cực kỳ là thích. Lốp xe vẫn còn rất là dày nhá quý chị nhá. Đó. Lốp cực kỳ là dày luôn. Xe này thì anh chị mua về chỉ cho đi rất là mới quý anh chị ạ. Chạy có đúng 2,3 vạn thôi. Màn hình nguyên bản hết theo xe nhá quý anh chị nhá. Đó, rất là nhiều chức năng. Ký ra rất là mới nhá. Xe này mua về chỉ đọc đi thôi, không làm bất cứ gì nhá quý anh chị nhá. Một chiếc xe nó rất mới, siêu lướt trên thị trường. Trên thị trường hiện tại thì xe mới rất là hiếm, rất han hàng và chênh giá lên rất là cao.
Em thì đang có chiếc Toyota Land Cruiser nhá. Sản xuất năm 2021, biển Hà Nội. Mang tên công ty và xuất hóa đơn trên 2 tỷ. Xe chạy được đúng hơn 2 vạn km thôi. Còn rất là mới. Hiện tại em đang chào bán với mức giá là 5 tỷ 390 triệu. Nếu mà quý anh chị quan tâm thì hãy liên hệ giúp em hotline trước màn hình hoặc đến trực tiếp tại showroom của em nhé. Để đến trải nghiệm chiếc xe hoặc là đến uống nước với em cũng được. Phần cuối video thì em xin quý anh chị muốn like, muốn subscribe, muốn ấn chuông để ủng hộ kênh YouTube của em. Giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Em xin cảm ơn ạ.